Hai sao cả anh em, nếu như anh em cũng giống mình, cũng là những người luôn thích săn những cầu thủ ngon, bổ rẻ, chất lượng, ít người biết. Nếu anh em cũng đã quá chán với những dàn cầu thủ quốc dân ra từ rất rất lâu rồi, chúng ta có thể kể đến những cái mùa như mùa IF23, mùa Lúa, mùa Remember, cùng với đó là mùa Retro hay mùa Top Transfer, thì đây chính là clip mà anh em nên xem hết, xem từ đầu đến cuối, xem kỹ để đón nhận thêm một dàn cầu thủ quốc dân mới, mới xuất hiện và mới gia nhập ở server FC Mobile Hàn Quốc. Tất nhiên ngoài việc tham khảo ý kiến của 110.000 thành viên trên cộng đồng Official thì có một vài cái tên là ý kiến cá nhân của riêng mình. Mình cũng mong đợi sự góp ý, sự ghi nhận để mình có thể hoàn thành được danh sách này một cách chỉn chu và chuẩn xác nhất. Không để anh em chờ đợi nữa, chúng ta sẽ đến với cái tên đầu tiên, cái tên quốc dân mới ngon bổ rẻ trong tầm giá dành cho những người cày chay. Ai cũng có thể trải nghiệm được Philippe Anderson, con hàng mùa UCL24 Star hiện tại chưa có mini phây. Con hàng này có 3 chỉ xuẩn, cao 1m75, nặng 70kg. Mình nghĩ rằng đối với một cầu thủ chạy tiền đạo cánh phải, thể hình đó không phải là vấn đề gì cả. Hai chân 5 năm, kỹ thuật 4 sao, thể lực như thế kia mình đánh giá là dùng được. Anh em đừng quá lạm dụng, đừng cho lên công về thủ liên tục. Con hàng này ở mức thẻ cộng 0, tốc chạy của nó đã là 217 rồi anh em ạ. Không khác gì những siêu sao, thậm chí là còn lớn hơn một số cầu thủ mùa U tốt. Xa đến cái tên thứ hai, cái tên này thì mình thấy rằng nhiều người ưa thích lắm và nhiều người review ở trên group nhiều lắm rồi. Đó chính là Chubin GK của câu lạc bộ Benfica. Thủ thành này cao 1m99. Mình đã nói với anh em rồi, anh em cứ chọn những thủ thành nào cao trên 1m96, 97, 98, 99 thì auto ngon, kể cả thủ thành cao hơn 2m của Tottenham Hotspur. Chỉ số gốc là OVR 119, nếu mà anh em thích thay chỉ số ẩn thì anh em phải nâng lên cộng 5. Nhưng mà mình nghĩ rằng anh em chỉ cần nâng thẻ đáy, thẻ kinh nghiệm cho con hàng Chubin này là đã quá ngon rồi. Người ta đánh giá Chubin chính là phiên bản thứ 2, 2.0 của Thibaut Courtois. Anh em nào sở hữu con hàng này trong đội hình thì cùng cho mình nhận xét về quan điểm đó nha. Xa đến cái tên thứ ba, một cái tên mà mình cũng cực kỳ kết, CM mức thẻ cộng 0 chạy cũng 217, giống như trường hợp của Philippe Anderson, cũng là mùa UCL24. Tiền vệ Zielinski của câu lạc bộ Napoli, hai chân 5 năm. Tuy nhiên đây không phải là mẫu tiền vệ có thể cày ải như kiểu là Clancy Dop, Gullit hay là Michael Ballack, thể lực như thế kia thì không cho phép rồi. Đây chỉ là mẫu tiền vệ mà anh em có thể dùng để chia bài, dùng để thực hiện những pha sút xa. Chỉ số ẩn cũng có luôn sút xa đây, cao 1m8, nặng 75kg. Để tối ưu khả năng của tiền vệ này, anh em nên cặp với một CM châu bò. Mình nghĩ như vậy sẽ là hợp. Lần này chúng ta sẽ đến với vị trí hậu vệ, cụ thể là hậu vệ cánh phải, cầu thủ của Inter Milan, Dumfries. Dumfries trước đây có một mùa quốc dân là mùa World Cup, một mùa quá ngon bổ rẻ. Bây giờ thì nâng cấp lên được mùa UCL24 Star, giá trị là 1 tỷ. Trong tầm tiền 1 tỷ thì không có quá nhiều RB ngon đâu anh em ạ. Trước đây chúng ta chỉ có Rich James của mùa cờ thôi. Giống như trường hợp của Chupin được đánh giá là Thibaut Courtois 2.0 thì Dumfries cũng được người ta nhận xét là Zambrotta 2.0. Cái tên cuối cùng của mùa UCL24 Star xuất hiện trong danh sách cầu thủ ngon bổ rẻ cũng như là quốc dân mới, đó chính là Zambuang Knai, CDM của Napoli. Rất rất nhiều cầu thủ Napoli xuất sắc ở cái mùa UCL24 này do thành tích của câu lạc bộ ở giải UEFA Champions League năm ngoái. Cầu thủ này có 2 chỉ số ẩn, thậm chí có cả siêu cản phá, dù cho anh chỉ thi đấu ở hàng tiền vệ. Anh em cứ để ý xem những CDM nào có siêu cản phá, đa phần mà nói thẳng ra là phải 99% là sẽ rất ngon. Một con hàng quốc dân trước đây chính là Zakaria. Anh em có thể xem lại. Sang đến mùa Ruler Breaker, mùa này mới ra và đặc biệt là có cái gói thẻ cầu thủ trong shop rất là ngon, gói sale. Anh em nào có nhu cầu nạp thì vui lòng liên hệ cho mình nha. Đây chính là Neto ST của Everton. Everton có một ST quốc dân khác của mùa Founder 24 chắc anh em cũng đã biết rồi. Neto cao đến 1m94, nặng 88kg. Cầu thủ này làm tường thì bét bài luôn. Và thậm chí rằng OVR 121 và giá chỉ có đâu đó 1 tỷ 3 thôi. Một CDM cực kỳ rẻ và mình đánh giá rất ngon khác là Youssouf Fofana, cầu thủ thuộc biên chế của AS Monaco, 2 chân 4 năm. Thể lực như thế kia thì cày ải gọi là ok. Chúng ta có thể thấy rằng cầu thủ này cũng có siêu cản phá giống như trường hợp của CDM Napoli. Lợi thế của Youssouf Fofana đó chính là mini phase rất đẹp. Mùa Ruler Breaker anh em có thể để ý mini phase là một điểm cộng dành cho mùa này. Hai chân là 4 năm, mình đánh giá đây cũng là một điểm cộng nữa của Youssouf Fofana. Sang đến vị trí của Sule mùa Ruler Breaker,
Đáng ra thì mình đã chọn con hàng Sulur của cái mùa Hope Legend đấy vì nhiều người khen. Nhưng anh em có thể thấy mùa Ruler Breaker của Sulur chính là phiên bản nâng cấp rất mạnh so với mùa Hope Legend tốc chạy đã được cải thiện đáng kể. Nhắc đến Sulur là người ta nhắc đến một trung vệ cực kỳ, phải nói chính xác là cực kỳ chậm chạp, nhưng mà sang đến mùa Ruler Breaker này cũng được fix một chút. Thế nên là anh em cũng có thể mang Sulur về đội và đá cặp với một CB nhanh, ví dụ như là Soterback này, ví dụ như là Lạc Rôi hay là Pau Torres thì tuyệt vời. Chúng ta sẽ đến với một RB xuất sắc tiếp theo. Một RB tiếp nối những cái tên như kiểu là Rick James, như kiểu là Dumfries lúc nãy chúng ta đã nói rồi. Đây chính là The Marcos của Atletico Club. Anh em nào xem bóng đá thì có thể biết rằng là Atletico Club là một câu lạc bộ vô cùng đặc trưng của Tây Ban Nha. The Marcos có tốc chạy lên đến 209, 2 chân 4 5, chỉ số ẩn thì có cả tạt bóng, ngoài ra thì có cả xoạc bóng nữa cơ anh em ạ. Mình đánh giá rằng đây là một mẫu RB kiểu như là toàn diện, không quá thiên về công cũng không quá thiên về thủ. 5 năm anh em mà cũng có thể cân nhắc cái tên The Marcos thì anh em xây dựng một đội hình ngon bổ rẻ. Cái tên cuối cùng của mùa Ruler Breaker đó chính là Lewis Dunk, CB của Brighton, là đồng đội của Mitoma. 3 chỉ số ẩn cho một CB mình thấy rằng là cũng rất rất đẹp. Thiếu mỗi siêu cản phá thôi, xoạc bóng, truyền dài, đánh đầu mạnh, cao 1m92, nặng 88kg. Giá tiền là 1 tỷ 1. Lewis Dunk này cũng nên cặp với một mẫu CB nhanh một chút nha anh em. Chứ ông này thì mình đánh giá là cũng hơi chậm đấy. Đừng cho cặp với Sulur là không được. Chúng ta sẽ đến với một vị trí chạy cánh. Cái mùa Hope Legend này thì cũng đã ra từ rất lâu rồi. 2 chân 5 5, Pedro. Pedro thì hơi nhỏ con, 1m69, còn chưa được 1m7. Thể hình này tương tự, mình xin nhắc lại là tương tự như kiểu là Messi, nhưng mà khả năng lắt léo thì cũng không cần phải bàn đâu. Pedro thuộc rất nhiều cô lơ mạnh, ví dụ như kiểu là Barcelona hay là team Chelsea, tốc chạy là 207 mức thẻ cộng 0, giá trị đâu đó chỉ có 688 triệu thôi. Mình nghĩ giá trị mà Pedro mang lại thì sẽ lớn hơn số tiền này rất nhiều. Cái tên khác cũng rất ít người biết đó chính là Carrasco của mùa River 24. Cầu thủ này hiện tại đang thi đấu cho Al Sabat, trước đây thì thuộc biên chế của Atlético Madrid nếu mình nhớ không nhầm ấy, thậm chí còn đá ở cả giải của China Super League. 3 chỉ số ẩn cho một cầu thủ chạy cánh 2 chân 4 5, nhưng người ta nói rằng cầu thủ này thậm chí đá như kiểu là 2 chân 5 5 luôn. Carrasco thì cũng không xa lạ gì với người hâm mộ bóng đá cả, chỉ có điều là các thẻ cầu thủ của anh ở trong game thì không được ưa chuộng mấy. Thế nên là khi mình giới thiệu cái mùa River 24 này, hy vọng với tốc chạy 211 của mình, anh có thể là một trong những lựa chọn ưu tiên ở vị trí chạy cánh đối với những đội hình tân thủ, những đội hình giá rẻ. Chốt lại video ngày hôm nay sẽ là vị trí của Mendy. Mendy thì mình cũng đã nói quá nhiều rồi, mình chỉ nhắc lại để anh cho anh em đừng quên thôi. Nếu anh em thấy còn những cái tên nào mà anh em cảm thấy nó đáp ứng đủ tiêu chuẩn, đó chính là ngon, bổ, rẻ, ít người biết, anh em có thể comment ở clip này để mình và các bạn cùng biết, cùng mua về đội và cùng trải nghiệm nha. Nếu anh em thấy video của mình hay, đừng quên cho mình xin một like, một subscribe, ủng hộ kênh. Cảm ơn em rất nhiều, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.